Chào các bạn nha. Hôm nay mình quay clip chia sẻ về cái khó khăn của việc trồng rau sạch trên sân thượng. Trước màn hình các bạn thấy không? Đây. Một cái tấm lưới chia mấy cái hạt này nó lên. Đây là mình trồng rau muống nè các bạn. Bên cạnh rau muống thì đây là hạt mồng tơi và có rau dền đỏ. Đó, lên rất nhiều. Nhưng mà cái mình chưa quay cho các bạn là cái này nè. Đây. Một em, hai em, ba em, bốn em, năm em. Đè hẳn lên lưới luôn. Bữa nay là nó lên, nó lòi ra khỏi cái lưới rồi. Thì cái này bắt buộc là mình phải mở ra. Nhưng mà mở ra thì rất là tai hại luôn các bạn. Clip này mình sẽ quay 2 ngày. Ngày thứ nhất thì mình sẽ mở cái lưới này ra. Ngày thứ hai các bạn sẽ thấy hiệu quả như thế nào ha. Tại vì mở ra thì là chuột nó vô nó nhổ lên hết các bạn. Đó là cái khó của việc trồng rau trên sân thượng nhà mình đó. Không dỡ ra thì lên không được ha. Mà dỡ ra thì thứ nhất là chuột nó vô nó nhổ lên hết. Và mở ra thì chim nó cũng vô nó ăn những cái cây con này nè, chim nó vô nó ăn hết. Mình thấy nó lên rất là đều đấy chứ. Một cái tấm tôn mình cắt mình làm cái thùng này. Nếu mà lên rất là đều thì mình ăn rất là nhiều rồi, ăn cả tuần lễ luôn á mới hết được cái vỉnh rau này á. Còn mồng tơi nó lên như thế này thì vài ngày nữa thì mình sẽ nhổ ra mình trồng. Đó, cái này thì được một tuần lễ rồi nè. Bạn thấy lên không? Như thế này đè thì hết nắng thì nó lên không được nữa. Cho nên là bắt buộc mình phải tháo ra. Rồi bây giờ mình tháo lưới ra ha. Bắt đầu mình dỡ gạch ra trước.
đây mình quay sát xuống bạn xem nha. Bạn nào mà chưa nhìn rõ cái hôm bữa cái tấm tôn mà mình cắt mình làm cái thùng á, thì hôm nay mình quay kỹ lại xíu cho các bạn coi nè. Đây là cái phần cột của tấm tôn nè các bạn. Đục hai cái lỗ bên đây. Bên đây với bên này một cái. Dưới này một cái. Quay xa ra một tí nha. Đây là cái sóng của tấm tôn nè các bạn. Cỡ một găng tay á. Bên này thì mình lót cái tấm bạc sơn nước nè, dính sơn nè. Thì đất trong này mình đổ thì cũng tới đây nha bạn. Một găng tay thì mình đổ cỡ lên cỡ ngón tay á, tới đây ha. Đây là mình trồng rau được rồi. Ở giữa là mình phải cột ở giữa lại, đục hai cái lỗ mình cột ở giữa lại nè. Chứ thôi đất nó nặng nó sẽ bẹt ra, cho nên mình phải cột mình kéo nó lại cho nó không bị bung ra. Đó, chỉ vậy thôi. Còn bên kia cả, bên kia mình cũng làm một cái nữa. Cái bữa mà hổm mình quay cho các bạn ấy, là bữa nay mình hái hết rau muống rồi, nó sẽ lên cái rau cải. Thì rau cải này trong vòng mấy ngày nữa thì mình sẽ thu hoạch rau cải, rồi mình quay trở lại thu hoạch rau muống. Đó, chào các bạn nha. Mai mình sẽ quay tiếp clip mà kết quả như thế nào cho các bạn xem ha. Các bạn quên nữa, mình lót ở dưới cái này là cái lon sữa nè các bạn, là mấy chân để cho thoát nước cho dễ đó. Còn hai cái đầu của cái gọi là cái này là cái thùng đi ha, hai đầu này là mình khoét cái lỗ để cho nước nó xuống, rồi mình để mình tránh chảy nhiều á, thì mình lấy cái thao cái nồi gì mình hứng nước cái chảy xuống là mình gom cái nước lại để cho nó khỏi bị thoát ra cái đường đi nó dơ. Rồi chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ngày mai.